Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trải qua hơn 7 thế hệ cùng vô số những nâng cấp đáng giá, Porsche 911 Carrera 2021 là một chiếc xe mà trong đời bất kỳ ai cũng mong đợi được trải nghiệm. Porsche 911 ra đời vào năm 1963, cùng thời điểm mà cái tên huyền thoại Lamborghini được giới thiệu, mang trong mình những kinh nghiệm quý giá và tuổi đời lâu nhất thế giới. Porsche 911 được ví von như biểu tượng của sự bất diệt trong ngành công nghiệp ô tô của nước Đức. Trải qua hơn 7 thế hệ với hơn nửa thế kỷ tồn tại, Porsche 911 2021 vẫn luôn giữ được nét thiết kế hiện đại mà không hòa tan vào bất kỳ trào lưu đương thời nào. Đó là một trong những yếu tố đưa Porsche 911 trở thành chuẩn mực xe sang mà những đối thủ khác phải kính nể. Đây được xem là đối thủ xứng tầm với những mẫu xe máu mặt như McLaren 570S và Audi R8. Mang dáng vóc của một chiếc xe làm nên những chuẩn mực trong thời hiện đại, Porsche 911 Carrera 2021 khoác lên mình bộ khung gầm được thiết kế với tỷ lệ độc nhất vô nhị, với kích thước tổng thể lần lượt là 4519, 1852, 1300mm. Phần đầu xe mang đậm nền tảng thiết kế của Porsche khi được tạo thành từ những đường cong đầy mê hoặc, pha lẫn vào đó là những nét chấm phá. Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang theo dõi là chiếc xe Porsche 911 Carrera sản xuất năm 2021, nhập khẩu tại Mỹ, bản Full Option. Chiếc xe vừa được đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, mới 99%, chỉ khác xe mới là đã có biển số. Màu trắng, nội thất đỏ đậm chất thể thao, chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá hơn 9 tỷ đồng. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn!
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.